Xin chào các bạn. Ngày nay những như chúng ta đã biết đấy, ngày nay những smartphone của Hàn đang du nhập dần vào thị trường điện thoại Việt Nam rất nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể lựa chọn được một smartphone có cấu hình cao và giá cả rất chi hợp lý. Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lướt qua một số cách test máy cũng như để biết làm sao máy có còn là nguyên bản hay không, hay nó đã bị thay thế phụ kiện. Nguy cơ đó cũng rất là nhiều. Đầu tiên chúng ta có thể test trên máy bằng thao tác thang 1199. Đây là màn hình test của máy LCD test. Nó chính là giúp chúng ta, nó hiển thị các màn hình màu đơn sắc riêng một màu để cho chúng ta kiểm tra xem máy có điểm chết nào trên màn hình hay không. Mặc dù kể cả một điểm li ti, nếu chúng ta có thể di chuyển, chịu khó di chuyển và nhìn kỹ các màn hình màu thì chúng ta sẽ biết những cái điểm chết li ti của nó ở đâu, máy có liệu màn hình máy này nó có còn tốt hay không. Hay top sales test, máy chờ một lúc máy sẽ loát một loạt màn hình để cho chúng ta thấy độ màu của máy như thế nào, từng ô vuông kẻ một. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ở đây. Đó, còn một lần tôi đã xong, chúng ta có thể nhìn màn hình máy. Cây test, cây test là một cách kiểm tra phím cứng của máy. Ở đây có 3 phím, phím đỏ ở đây sẽ là phím nguồn, chúng ta sẽ kiểm tra phím nguồn cuối cùng. Và đây chúng ta có thể để ý hai dòng chữ bên dưới đang là màu trắng, chúng ta test hai phím âm lượng ở máy tại đây. Đây, chúng tôi đầu tiên tôi sẽ ấn phím volume cộng đầu tiên, và trên máy cũng sẽ xuất hiện thì dòng chữ sẽ đổi sang màu vàng, có nghĩa là phím hoạt động rất tốt. Bấm phím xuống dưới, dòng chữ bên dưới cũng hiện màu vàng, và phím nguồn đây tắt, chúng ta tạm thời khóa màn hình vào luôn. Đó là test cây, những bàn phím cứng trên máy. Bây giờ sang sensor, một chế độ test cảm biến của máy, camera cảm biến trên đây. Khi chúng ta chắn trước cảm biến một cái vật gì đấy, máy sẽ thông báo trên này là pha, có nghĩa là xa. Xa thì có nghĩa là máy đang cảm ứng được, không có gì che trước độ cảm biến của máy. Và bên dưới này nó chính là độ sáng mà cảm biến của máy cảm ứng được. Chúng ta có thấy khi dơ trước cảm biến của máy một vật nào đấy che mất ánh sáng thì máy sẽ đổi những dòng chữ như thế, giúp chúng ta dường như có điện thoại. Khi áp lên tai chẳng hạn thì máy, cái bộ cảm biến này sẽ báo cho máy và máy sẽ tắt màn hình đi để giúp cho chúng ta một cái chế độ tiết kiệm pin ưu dụng nhất. Khi sai vào coi là loa hay LCD on, top test. Đây là cái chế độ kiểm test máy trên màn hình, xem độ nhạy của cảm ứng như thế nào. Chúng ta có thể thấy khi tôi lướt tay, một vệt sáng lướt theo tay tôi rất là nhanh. Ngoài cái test độ cảm biến cảm ứng của màn hình ra thì nó cũng cho chúng ta biết cái tốc độ cảm ứng của máy trên màn hình có nhanh hay không. Đây, chúng ta có thể thấy rất nhanh đúng không ạ? Và một cái điểm sáng trắng tròn như này, khi tôi lướt tay đến đâu máy sẽ cảm ứng được theo đến đó, chứng tỏ máy như thế này độ cảm ứng của máy rất là tốt. Ngoài kiểm tra những cái thông số trên, chúng ta có thể xem ngoài hộp máy cái số email của máy. Tất nhiên rồi, một smartphone khi có hộp thì bao giờ cũng có số email máy ngoài bên ngoài đầu tiên. Bây giờ chúng ta có thể vào máy xem số seri ở ngoài hộp có trùng với bên trong hay không. Nếu trùng, chúng ta hãy kiểm tra độ, nếu trùng thì chúng ta hãy ghi nhớ để lát nữa chúng ta sẽ tháo pin ra xem bên trong máy
nó số CD cũng có trùng máy không, để chúng ta biết những phụ kiện như chipset hay CPU bên trong máy đã bị thay hay chưa, hay vẫn còn nguyên vẹn. Còn về bên trong này cũng có model máy như tôi đang dùng cầm trên tay đây là Sky 860L, bản L, chạy hệ điều hành Android 4.1.2. Như thế vào trong này chúng ta có thể xem biết về hệ điều hành máy đang chạy, hay là Subway, bản Subway version bao nhiêu, hay là bản version nó chạy được update khi nào. Chúng ta có thể, nếu mà không nhớ, chúng ta có thể ghi lại và xíu nữa chúng ta sẽ tháo máy ra xem bên trong máy, kiểm tra pin và một số thứ khác xem thực sự máy có còn nguyên bản hay không, hay đã bị hack mất một số thứ rồi. Vâng, đây là bên trong máy sau khi lắp máy đã được tôi tháo ra. Đầu tiên về kiểm tra máy, chúng ta hãy tháo nhất quả pin ra xem, cầm quả pin lên xem thực sự pin bằng một mắt thường chúng ta có thể qua so sánh xem pin có bị phồng hay không, có bị chúng ta hay lăn nắn bằng hai tay này xem có bị móc nét hay gì không. Thực sự nếu mà một quả pin có sử dụng không ra gì khi chúng ta cầm vào tay sẽ không có cảm giác chắc chắn khi chúng ta nắn đi nắn lại hay là lay như thế này. Kế đến là về phía chân tiếp xúc với máy, chúng ta hãy xem pin có bị sức nhiều hay không. Tuy nhiên đối với một cái máy, nếu các bạn cũng mua hoặc lại của ai đấy hay là như thế nào đấy thì một quả pin nó bị xước như thế này thì nó là vấn đề đương nhiên. Nhưng nếu mua một máy, chúng ta xác định mua một máy mới thì chúng ta hãy kiểm tra thật kỹ cả. Tại vì nhà sản xuất điện thoại cũng thiết kế rất là hay. Trên chân tiếp xúc từ điện thoại sang pin cũng có dường như là những cái cạnh gây sức pin để chúng ta dễ nhận biết khi pin khi máy đã qua sử dụng nhiều, trong đó pin sẽ bị xước mặt tiếp xúc. Bên cạnh đó cũng là một miếng giấy nhỏ màu hơi hồng hồng. Tôi nghĩ dường như giấy này để kiểm tra xem máy đã bị dính nước hay chưa. Tại vì khi các bạn có thể nhỏ một ít nước vào đây, tôi đảm bảo cái mảnh giấy này sẽ chuyển sang một màu sậm khác chứ không phải là một màu trắng hồng như thế này nữa. Đó là cách kiểm tra pin. Về máy, chúng ta như lúc trước tôi đã nói đấy, chúng ta có thể xem số seri ở trong máy trên màn hình máy vừa kiểm tra đấy. Và bây giờ đây là số email, seri email ở đằng sau máy, chúng ta xem có trùng khớp với nhau hay không để biết rằng máy, phụ kiện bên trong máy, chip hay CPU đã bị thay hay chưa. Đó là một cái điều chúng ta cần phải làm khi lựa chọn máy. Và bên cạnh những cái thông số test mà tôi vừa bảo trên, chúng ta cũng thể đến quán chúng ta mua, chúng ta cũng thể yêu cầu cài game hay nhạc để test loa, game để test hiệu năng của máy đại loại như thế, hoặc là có thể lấy pack wifi để lướt web xem độ mượt của máy như thế nào. Tuy nhiên chúng ta là một khách hàng đến sẽ được ưu tiên về vấn đề đấy, lựa chọn test máy hay bất kỳ vấn đề gì không can thiệp vào bộ nhớ phần mềm của máy. Có thể test video hay game hay đại loại một vấn đề như thế để kiểm tra xem độ mượt của máy như thế nào. Hay chúng ta cũng có thể ngồi khoảng một tiếng đồng hồ, hẳn cho hẳn một tiếng đi, để test xem trong khi xem phim hay chơi game máy có bị nóng hay không. Điều đấy là điều đương nhiên rồi. Một smartphone khủng thì nó sẽ đi đôi với giá thành tiền. Vâng, trên đó tôi đã nói sơ qua về một số cách test máy đảm bảo, để đảm bảo cho các bạn khi mua một em smartphone khủng mà lại có một giá thành
vừa rẻ vừa hợp túi. Nếu video thấy hữu ích, các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ để bạn bè cùng biết.